Phong Nguyễn xin kính chào toàn thể quý cô bác anh chị kính mến. Hiện tại thì Phong đang ở dưới khu vực Gò Công Đông đó cô bác anh chị ạ. Thì bữa nay thì Phong cũng thật sự là rất là vui khi mà cũng cầm ở trên tay là một cái số tiền cũng khá là lớn của tất cả những cô bác mạnh thường quân. Thì cũng đã thời gian qua thì Phong đã đăng tải cái đoạn video về cái hoàn cảnh của chị Phượng. Thì mà không may mắn thì chỉ là có tật là từ lúc nhỏ mà sinh ra, và hàng ngày á là kiếm sống bằng cái nghề mà ấy bóng đèn để mà kiếm từng đồng. Một ngày là thu nhập á là chưa tới 50.000 nữa. Thì trên tay Phong á ở đây là một chút tiền cũng rất là lớn. Thì chị Phượng có một cái mơ ước rất nhỏ nhoi là muốn có một chiếc xe lăn bằng điện mà để đi hàng ngày mà chở bóng đèn để đem về để làm gia công xong rồi mới đi giao. Thì bữa nay á thì ước muốn của chị Phượng gần như đã được thực hiện, tại vì số tiền ở đây là đã giúp cho chị Phượng ở đây là mua một chiếc xe lăn để đi, có thể đi lại và lo cho cuộc sống. Thì hồi bây giờ thì không để tốn thời gian của cô bác anh chị, thì Phong sẽ chạy trực tiếp vô trong nhà cùng với Quân ở đây, trực tiếp vô nhà của chị Phượng để trao sự yêu thương của tất cả cô bác mạnh thường quân dành cho chị Phượng, để tiếp sức tăng thêm còn một cái nghị lực sống cho chị. Và mời cô bác anh chị cùng đi ạ. Đây là cái đoạn đường quen thuộc mà mấy lần trước thì Phong đã đi vô đây nè. Thì Phong thì muốn đi từ bên ngoài đi vô bên trong, thì chia sẻ những cái đoạn hình ảnh thì nó sẽ chi tiết hơn mà nó rõ ràng hơn để gửi đến cho cô bác anh chị. Đây cái đoạn đường ở đây, đây là bạn Quân chạy phía trước rồi. Thì bữa nay Phong nghĩ là chắc vô là chị Phượng rất là vui khi mà cái mơ ước của chị á là rất là lâu rồi, tại chiếc xe lăn là tới mười mấy triệu rồi, thật sự là cái số tiền rất là lớn. Nhưng mà hàng ngày mà để làm á thì là có 40-50 ngàn, làm từ sáng sớm tới chiều tối thì 40-50 ngàn thôi. Đây là Phong cũng tới rồi cô bác chị ạ. Phong Nguyễn xin kính chào toàn thể quý cô bác chị kính mến. Hiện tại thì Phong Nguyễn cùng với bạn Quân thì cũng đã tới nhà của chị Phượng rồi, cũng biết cái mơ ước của chị Phượng là có chiếc xe lăn. Thì bây giờ thì Phong cũng mới đi tới, nhưng mà bây giờ em cũng chào chị Phượng nha. Chị chào hai em. Dạ. Rồi, em chào chị Phượng luôn. Dạ. Dạ. Mấy bữa nay thì thấy sức khỏe như thế nào chị? Nói chung là sức khỏe chị cũng ổn chứ đâu có gì đâu, nhưng mà cái chiếc xe kìa nó sụm nữa rồi kìa, mới đi hàng về. Dạ, sụm nữa rồi. Chị. Xe bị hư nữa hả chị? Mới gãy mới đi xe hàng về kìa. Có thứ hai thêm khúc nữa. Nói chung này lúc này cho chị lên ký gì mà. Lên ký gì đâu, cũng bình thường thôi, có gì đâu lên ký trời. Dạ. Thì cũng bình thường thôi. Dạ. Công việc bữa giờ như thế nào chị Phượng? Thì chị cũng vẫn làm đưa bóng đèn. Dạ. Vậy đó, rồi như thí dụ bé thì lâu lâu bé sẽ về giúp bà con vậy thôi chứ đâu có làm gì đâu. Dạ. Sáng giờ chị ăn uống gì chưa? Chị ăn cơm rồi. Dạ. Dạ. Thì hôm nay cũng nhiều cô bác là cũng quan tâm, là cũng thương yêu chị. Thì em nói thiệt là cũng có một số tiền của mạnh thường quân là cũng rất là lớn luôn, thì báo để cho chị mừng. Chị cũng cảm ơn. Trước hết là chị xin cảm ơn Phong Nguyễn và kênh Việt Nam Bốn Phương đã kết nối yêu thương cho chị. Điều thứ hai nữa là chị xin cảm ơn các cô, các chú, các anh, các chị trong và ngoài nước đã gửi yêu thương đến cho con và cho em. Tình yêu thương này em xin thành thật là cảm ơn. Dạ, thì đây là những cái tấm lòng của mọi người, cũng như là người ta thấy được cái sự khó khăn, cũng như là cái sự vươn lên, cái nghị lực vươn lên của chị đó. Thì bên cạnh đó là chị bị bẩm sinh, thì cái điều đó là mọi người cũng nhìn thấy là rất là thương cho hoàn cảnh của chị. Tại vì khi mà sinh ra thì chị cũng đã thiệt thòi hơn bao người khác rồi. Dạ. Rồi bên cạnh đó thì những người khác người ta lành lặn, thì có những người người ta cũng cố gắng, người ta đi làm những công việc chân chính, và có những cái người mà người ta cũng lành lặn nhưng mà người ta lại làm những cái việc mà bất chính để kiếm tiền đó. Rồi nhưng mà chị là một người thật nguyện, nhưng mà chị lại có một cái nghị lực vươn lên, thì đó là mọi người nhìn thấy và ghi nhận, cũng như là tiếp cho chị một cái đòn bẩy để mà chị có một cái nghị lực mà cái đôi chân chị đi nó vững chắc hơn trong cái công việc của mình. Chị cũng xin cảm ơn. Dạ. Và chị Quân trao cho chị Phượng tiền mạnh thường quân đi. Dạ, chị Phượng thì hôm nay thì em với Phong Nguyễn tới đây, thì kênh của Việt Nam Bốn Phương cũng như là kênh bạn Phong Nguyễn á, thì bên em
khi mà chia sẻ video của chị lên thì em cũng nhận được số tiền là 200 đô của một cái người cô ở Tây Ninh. Thì bây giờ em xin phép trao cho chị trước, rồi Phong Nguyễn sẽ trao phần của Phong Nguyễn sau nha chị. Dạ. Đây thì cô bác anh chị là bạn Quân, là Việt Nam Bốn Phương, là chuẩn bị trao cái sự yêu thương của cô bác anh chị dành cho chị Phượng ở đây. Thì đây là cô bác anh chị xem nè, hàng ngày thì chị Phượng với mẹ của chị là ấy những cái bóng đèn này, thu nhập từ sáng tới chiều là làm tới nửa đêm luôn, nhưng mà chị có 40-50 ngàn thôi. Thật sự là biết do qua cái sự mà biết mà lo làm, nhưng mà vượt qua cái số phận của cuộc sống ấy, thì Mạnh Thường Quân đã giúp một cái số tiền. Thì thôi bây giờ thì mời cô bác anh chị cùng xem bạn Quân sẽ trao cái sự yêu thương của Mạnh Thường Quân dành cho chị Phượng ở đây. Đeo khẩu trang không? Đeo luôn đi, tại lúc này mùa dịch á. Tụi em đeo chị Phượng. Không đeo giờ là bị dịch giật á. Này này cô bác anh chị xem là chị Phượng rất là vui luôn. Tại vì thật sự mà khi mà được cô bác yêu thương á, thì chị rất là quý, rất là mừng. Nhưng mà bây giờ bạn Quân sẽ trao tiền. Của chị á, thì em có nhận được số tiền là 200 đô. Thì đáng lẽ ra em đổi cho chị, nhưng mà bữa giờ lu bu quá em không có đổi, thì em trao cho chị 200 đô luôn nha. Thì có gì chị đổi giúp em nha chị Phượng. Ờ, chị đổi. Dạ, đây là 200 đô la Mỹ của một người cô, đó là cô Nguyễn Thị Thê ở Tây Ninh. Dạ, con cũng xin cảm ơn cô Thê ở Tây Ninh đã trao yêu thương cho con là 200 đô. Con xin chúc cô và gia đình trời giàu sức khỏe và vạn sự như ý. Dạ, thì em cũng trước mắt là em cũng xin chúc chị Phượng có được những nghị lực trong cuộc sống. Chứ lát nữa đây thì Phong Nguyễn sẽ trao thêm cái phần tiền bên Phong Nguyễn á, để bù vô cho chị mua được cái chiếc xe, cũng như là tiếp cho chị một cái đôi chân nó vững vàng hơn trong tương lai. Đúng rồi. Dạ. Với lại là qua video này thì Quân cũng xin cảm ơn cô Nguyễn Thị Thê rất là nhiều, cũng đã tin tưởng và giúp đỡ cho chị Phượng, cũng như là tiếp sức cho chị Phượng có một cái nghị lực để mà chị làm việc và an tâm hơn, không phải còn mà đi trên cái chiếc xe mà nó sắp rã rồi. Đôi khi đi mà cũng phải té nữa, đúng không chị? Đi bữa hổm hên là nhờ nó thấy nó nứt ngang nữa. Dạ. Mới nói thôi giờ nó nứt rồi, giờ mình phải hàn lại, chứ nếu không hàn lại là đi rồi nó sụm. Dạ. Bất tử nữa rồi sao? Dạ, đúng rồi. Thôi thà rằng đi hàn tới đâu hay tới đó. Dạ. Thì cái cuộc trò chuyện của Quân ngày hôm nay cũng xin nhường lại cho bạn Phong Nguyễn đi. Rồi bây giờ em với chị Phượng chơi lớn nha. Thì bây giờ là chuẩn bị là hoàn tất cái giống như mà mua được chiếc xe. Nên bây giờ em với chị là đi xuống để ngồi cạnh chiếc xe lăn cũ của chị, để có thể thể hiện cái tình yêu trọn vẹn của mình dành cho khán giả luôn. Đây thì cô bác anh chị á, bây giờ chị Phượng sẽ đi xuống phía sau. Là chiếc xe lăn này đã gắn bó chị Phượng rất là lâu rồi, thì chị cũng không có muốn mà xa rời chiếc xe lăn này. Nhưng mà thật sự tới ngày hôm nay thì nó đã không có còn để mà chạy được nữa, nó hư hoài à. Bây giờ thì Quân cầm máy giúp cho Phong nha. Bữa hổm là tụi em xuống là nó có một khúc chỗ này thôi, phải không? Dạ. Bây giờ nó gãy thêm một khúc xuống nữa. Trời ơi. Nếu mà chị không hàng á, thì chị sợ chị chạy á, thì nó sẽ sụm ngang đây. Yeah. Nó sụm ngang đây là nó sẽ gãy ra, tại mé bên đây nó đã sụm luôn rồi. Dạ yeah, đúng rồi chị. Thì nó, giờ nó phải ấy nữa. Phải nó bây giờ là nó một hết trơn rồi. Nếu mà đúng rồi, đúng ra chiếc xe này của chị và ba da mà bán sắc dụng là tiền nhiều lắm á. Tại nó hàng nó chấp vô. Thay vì một cái chiếc xe mà bây giờ chấp lại rất là nhiều tuy cái chi tiết. Bây giờ chị cũng nói nè. Yeah. Tuy rằng á, các cô, các chú, các anh, các chị trong và ngoài nước đã trao yêu thương cho chị thực hiện được ước mơ là mua được một chiếc xe quay, mới. Quay qua đây nè chị. Mua được chiếc xe mới, nhưng chị cũng giữ lại cái chiếc xe này để làm kỷ niệm. Một là chiếc xe mới á, là như chị đi mua đồ hay là chị đi chở đồ á, thì nó xa thì chị sẽ dùng chiếc xe mới. Còn cái chiếc xe này như chị đi vòng vòng ở sớm hay là gì đó là chị để làm kỷ niệm, chứ chị không. Nãy em tưởng đâu chị cho em mừng. À, chị tình nguyện chị cho em luôn đó không? Dạ em ạ. Chị tình nguyện chị cho em luôn đó, nếu em nhận. Phong muốn đi xe này. Thôi, đúng rồi đó. Cô bác anh chị thông cảm. Phong đùa. Cả nhà ơi, Phong muốn đi xe này đó, tình nguyện tặng luôn đó. Tới giây phút bây giờ, cái giây phút mà vui nhất
có lẽ là vui nhất đó với chị Phượng. Thì bây giờ chị quay vào màn ảnh ảnh bên đây nha. Rồi. Để em trao sự yêu thương của tất cả cô bác. Ủa chị nhét rồi sao chị chị đây chị luyện con đây nè. Cô bác anh chị đợi phòng tí cầm giùm em đi chị. Rồi, được chưa? À, đây thì cô bác anh chị à, bây giờ là Phong đang cầm trên tay là một cái số tiền cũng khá là lớn luôn. Đó là sự cái quan tâm, sự yêu thương của tất cả mạnh thường quân dành cho chị Phượng ở đây. Là biết chị Phượng á, chiếc xe bây giờ nó cũng sơ sát rồi, nó cũng đã gãy rồi, đổ nát rất là nhiều. Rồi chạy xe nhầm khi giữa chừng xúc bánh nữa. Có những cái lần mà chân chật mà xúc bánh mà nghe tưởng chừng như mà thoát tim luôn cô bác anh chị ạ. Nhưng bữa nay là Phong rất là vui khi cái niềm hạnh phúc của chị Phượng ở đây là được rất là nhiều người quan tâm á. Thì thôi bây giờ thì không để tốn thời gian của cô bác anh chị á, thì em xin phép đọc cái danh sách này nha. Để giúp cho chị ở đây. Đây thì Phong xin phép đọc tất cả những mạnh thường quân giúp cho chị Phượng ở đây mua được một chiếc xe lăn. Có cô Nga là giúp cho chị Phượng là 2 triệu nè. Và cô chị Yến Quỳnh là giúp cho chị 15 triệu. Cô Ngọc là 100 đô thì Phong đổi ra được 2,3 triệu. Và cô Kim Chi Tôn là giúp cho chị ở đây là 9 triệu. Với tổng cái số tiền là 28 triệu 300 ngàn. Vậy sao vậy? Chị rất là vui. Cái số tiền 28 triệu 300 là chị tiền, suy nghĩ thế nào? Số tiền này đối với chị là nó quá lớn. Thì chị xin cảm ơn các cô, các chú, các anh chị trong và ngoài nước đã trao yêu thương cho em để thực hiện được cái ước mơ là mua một chiếc xe mới. Để làm một đôi chân đi lại nó thuận tiện hơn. Bây giờ em đếm tiền để trao cho chị nha. Bây giờ cô bác anh chị thông cảm đời Phong đếm tiền nha. Phong bỏ vô đây nhầm khi Phong đếm, nhầm khi nó sót 1-2 tờ cũng kỳ lắm. Đây em ghi nè, cô bác anh chị xem nè. Ở ngoài là Phong Nguyễn đã ghi tất cả danh sách cô bác ở đây. Nhưng mà bên trong á, thì Phong lại cũng ghi một cái danh sách nhỏ ở đây. Bây giờ em trao cho chị, khi nào chị có nhớ rồi cảm ơn mạnh thường quân nha. Đây móc tiền. Đây Phong xin phép sẽ đếm cái số tiền có phải là 28 triệu 300 ngàn hay không. Rồi chị xe tay ra nha. 1 triệu, 2 triệu, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 triệu và đây là 300 ngàn, là tổng cộng là 28 triệu 300 ngàn, em trao cho chị nha. Đúng không chị? Dạ đúng rồi. Có dư tờ nào hay thiếu tờ nào không? Dư, nếu mà thiếu là Phong phải đắp vô. Còn dư thì chị trả lại. Thật sự mà em trao chị cái số tiền này em mừng lắm. Tại vì mấy bữa nay á, nói chung là cũng đang rất là bận rộn với mùa dịch á, thì em cũng với bạn em cũng rất là hạn chế nhưng mà đi lợi. Chị giữ cái số tiền này để mua xe lăn rồi để đi lợi nha. Thì trước mắt đó là em xin cảm ơn các cô, các chú, các anh chị trong và ngoài nước đã trao yêu thương cho em. Thì em nhận cái số tiền là 28 triệu 300 ngàn. Thì em sẽ nhận là mua chiếc xe là 18 triệu 300 ngàn, còn lại 10 triệu thì em sẽ xin phép các cô, các chú, các anh, các chị cho em trao yêu thương thêm một lần nữa. Em chia sẻ niềm vui này cho trong đó là ba người. Ba người là một là chị trích ra một 10 triệu đồng này là chị gửi cho ba người. Là đó là mẹ chị là 4 triệu để có chi phí để đi tái khám ở bệnh viện 115 trả lại. Và còn lại 6 triệu là 3 triệu là chị nhờ kênh của Phong Nguyễn gửi đến cho cô Điệp là một người cô đang bị bệnh phổi. Còn lại 3 triệu
thì chị nhờ Phong chuyển cho đến kênh của Thiên An. Kênh của Thiên An đang hỗ trợ và quay hình giúp em Tuấn bị điện giật ở huyện Tân Phước của tỉnh Tiền Giang. Em sẽ xin gửi là yêu thương này của em dành cho ba người đó, chia sẻ niềm vui cùng với em. Tuy rằng các anh, các chị, các cô chú đã thương yêu em, nhưng em cũng nhận đủ cái số tiền mà mua chiếc xe, thì đó là một niềm vui của em rồi. Còn lại 10 triệu đồng em xin các cô, các chú, các anh, các chị hãy hiểu cho em. Tuy rằng em là người con gái khuyết tật, em đi đứng không được, nhưng gặp hoàn cảnh như vậy em không có thể nào mà em giúp được người ta. Bây giờ em được cái số tiền các mạnh thường quân và các cô các chú trao cho em như vậy thì em xin chia sẻ lại. Mong các cô các chú trong và ngoài nước ủng hộ và đồng ý cho em thực hiện cái ước mơ này của em. Thì thật sự khi mà Phong Nguyễn khi nghe những cái lời nói của chị Phượng ở đây á, là cái tình cảm của chị thay vì là giữ chọn một số tiền là 28.300.000, nhưng mà chị á, chị muốn là giữ cho mình một cái số tiền đủ là để mua một chiếc xe lăn mà để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Thì cái đó là một cái điều thật sự là nó rất là ý nghĩa. Mà bên cạnh đó là còn 10 triệu á, thì chị muốn giúp giống như mà đưa mẹ của chị là đi khám bệnh, rồi giúp một cái hoàn cảnh của bên Phong là cô Điệp, một cái số tiền là hình như là cô Điệp mấy triệu chị? 3 triệu. Chỉ một cái hoàn cảnh của bên anh Trung thì có một cái nhân vật bị điện giật gì đó, thì giúp cho bên gia đình đó. Thì Phong thì cũng cảm ơn và ghi nhận cái tấm lòng của chị Phượng ở đây, thì mong mạnh thường quân á thì cũng thương yêu chị Phượng ở đây, mà chị đã bỏ cái số tiền đó, mặc dù là không phải cái số tiền của chị Phượng, nhưng mà chị cũng muốn giống là trích cái phần cái sự yêu thương mà mang đến cái niềm vui cho mọi người. Chứ mà chị cũng không có muốn mà giữ riêng cho bản thân mình, đúng không chị? Đúng rồi, tại vì á, niềm vui á, là niềm vui của chị. Nhưng mà chị chia sẻ niềm vui cho bao nhiêu người khác nữa thì cái đó là niềm vui nhân đôi mà. Là chị rất là vui. Cho nên chị cũng cảm ơn Phong và cảm ơn Quân đã kêu gọi Mạnh Thường Quân và các cô, các chú, các anh, các chị trong và ngoài nước đã chia sẻ yêu thương này cho chị. Thì ngày hôm nay là niềm vui đã trọn vẹn đến với chị. Thì chị cũng xin chia sẻ một phần yêu thương cho ba mảnh đời đó. Vì mẹ chị là bị bệnh tim, rồi cô Điệp thì bị bệnh phổi. Bây giờ thì em xin phép anh mời cô vô để nhận cái sự yêu thương từ đứa con gái của mình luôn. Cô ơi, cô vô chị Phượng có tí việc muốn gặp cô tí nè. Rồi bây giờ là chị Phượng thể hiện cái tình cảm của đứa con gái dành cho người mẹ yêu dấu của mình. Xin mời cô bác chị nhé. Ngày hôm nay thì chị rất là vui khi nhận máng hồi xuống mắt. Chị rất là vui khi được nhận được sự yêu thương của các cô, các chú, các anh, các chị trong và ngoài nước đã trao yêu thương là 28.300.000. Thì chị xin trích ra 10 triệu đồng chị để trao yêu thương lại là cho người mẹ đã sanh chị ra. Nhưng hiện bây giờ không may là mẹ chị mắc căn bệnh hiểm nghèo, bị bệnh tim giai đoạn cuối, thì chị xin trích ra 4 triệu đồng để cho mẹ đi tái khám bệnh tim ở bệnh viện 115. Dạ đây là 4 triệu đồng con xin gửi cho mẹ. Thôi vậy, cảm ơn vậy. Dạ, tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã giúp đỡ cho con tôi. Số tiền quá lắm. Cảm ơn con của cô. Không. Cảm ơn rồi. Rồi cảm ơn mấy cháu luôn nha. Rồi mẹ về thôi, mấy cháu cũng mạnh giỏi vậy. Cô dám mà đi khám mà bệnh sớm nhờ chị chữa trị. Còn đây là 3 triệu đồng. Còn đây là bà Còn đây bà là 3 triệu đồng con xin gửi cho cô Điệp. Con thấy cô Điệp á là có hai đứa con, nhưng chẳng qua hai đứa con của cô á là không biết là hai chị đó hay là hai em đó gì đó suy nghĩ như thế nào. Dù mẹ mình như thế nào đi nữa cũng là một người mẹ đã sanh mình ra. Cảm ơn con. Mang mình 9 tháng 10 ngày, mà tại sao ngày hôm nay mẹ mình á là không còn bao nhiêu ngày tháng nữa. Cái sự sống và cái sự chết đối với mẹ mình đó là đếm từng ngày, từng giờ, từng phút luôn. Mẹ mình như là một cái ngọn đèn cầy vậy đó. Khi gió nó thổi là mẹ mình sẽ tắt.
là cái đèn đó cũng vậy, mà tại sao hai em ở một nơi nào đó không về để gặp mẹ một lần cuối? Thì thôi thì bây giờ con cũng không nói biết nói gì hơn, con xin gửi cái phần yêu thương này, con gửi tặng cho cô 3 triệu để cô có tiền mua thuốc uống cho con niềm vui. Cô ráng sống với con thêm vài năm nữa nha. Và chị nhờ Phong trở lại cho cô Điệp giùm chị ha. Thì Phong cũng xin phép là nhận cái số tiền 3 triệu của chị Phượng ở đây để giúp cho hoàn cảnh cô Điệp. Thì ít bữa nữa thì Phong sẽ thu xếp xuống để trao sự yêu thương của chị Phượng cho cô. Khi khi Phong xuống với gặp cô Điệp á. Yeah. Rồi Phong kết Phong điện về cho chị để mà chị nói với cô Điệp vài câu ha. Dạ yeah, dạ. Yeah. Rồi. Còn đây là 3 triệu thì chị xin nhờ Phong chuyển cho kênh của Thiên An giúp đỡ cho em Tuấn bị điện giật. Bây giờ cái sự sống và sự chết em Tuấn không biết như thế nào, bị điện giật trái hai cái tay và hai cái chân. Đang nằm ở nhà thương Chà Rẫy, là bác sĩ có báo là nhà người nhà hãy chuẩn bị tinh thần. Nên chị xin chia sẻ yêu thương trao lại 3 triệu đồng này nhờ em chuyển cho kênh của Thiên An và Quốc Trung để trao yêu thương cho em Tuấn đó. Chị nhờ em nhận giùm chị ha. Em cũng xin phép nhận 3 triệu này nữa. Là bây giờ là Phong Nguyễn cũng đã nhận chị Phượng đây là tổng cộng là 6 triệu. Một cái số tiền 3 triệu là cho cô Điệp, và 3 triệu nữa là dành cho một cái nhân vật bên kênh của anh Trung là bị điện giật của cô bác chị ạ. Thì thôi em cũng cảm ơn cái tấm lòng bao la của chị dành cho mọi người, san sẻ cái sự yêu thương. Và biết rằng chị đã giống như mà cũng không có may mắn như mọi người, nhưng mà chị biết san sẻ cái tình yêu thương đó là rất là quý. Thì em cũng cảm ơn thay mặt những cô bác mạnh thường quân và thay mặt tất cả những cô Điệp và những cái nhân vật mà chuẩn bị được chị mà chia yêu thương á, thì cũng cảm ơn chị một cái lời cảm ơn sâu sắc nhất. Chị cũng mong là cô Điệp và em Tuấn vượt qua cái nỗi bất hạnh này, và còn mong mọi sự bình yên đến cho hai người sớm bình phục và quay trở về với gia đình. Thì cuối clip rồi thì em cũng không có biết nói gì hơn hết. Thì mà em với Quân á, thì mong lần sau thì xuống đây thì có một chiếc xe rất là đẹp để chị có thể đẹp và cứng cáp để chị mà đi hàng ngày, để làm một cái chân đi để lo cho cuộc sống. Thì Phong cũng thật sự cảm ơn tất cả những cô bác mạnh thường quân á, thì cũng đã tin tưởng mà Phong với Quân ở đây mà trao có khi là những cái số tiền rất là lớn để cho giúp những cái hoàn cảnh thật sự khó khăn và có cái nghị lực mà vươn lên trong cái cuộc sống. Thì Phong cũng cảm ơn tất cả và chúc tất cả những cô bác mạnh thường quân á, thì lúc nào cũng có sức khỏe nè, có nhiều niềm vui và nhiều may mắn và nhiều nghị lực trong cuộc sống giống như chị Phượng ở đây. Phong cũng kính chào luôn. Dạ, thôi chào cô bác luôn chị. Cuối clip thì em xin cảm ơn tất cả các anh chị trong và ngoài nước, các cô các chú, các mạnh thường quân trong và ngoài nước một lời cảm ơn chân thành đã trao yêu thương cho con và trao yêu thương cho em. Em xin chúc mọi gia đình nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui và bình an trong cuộc sống. Rồi, cảm ơn chị. Thôi chị nghỉ ngơi nha. Rồi, chị chào, cảm ơn. Chào chị. Rồi, chị xin cảm ơn. Chào chị Phượng nha. Rồi. Chào cô bác.